tờ chơi phiêu lưu ký. Giờ chơi rồi, biết đi thôi. Ai chà chà, đúng là loại sữa ngọt, ngon tuyệt. Chiến, sữa của Frisbee con mà. Ngài yên tâm, nếu ngài về đội của con, ngày nào ngài cũng sẽ được uống sữa ngon tuyệt của mèo. Ngươi chắc chắn chứ? Dạ vâng, con chắc chắn ạ. Ngoài sữa, ngài về với con sẽ được nghe nhạc thường xuyên cơ, bằng chiếc tai nghe phát sáng. Nghe nhạc ư? Vâng, đây là bảo bối tai nghe phát sáng, có thể nghe nhạc cả ngày. Ngài thích chứ? Bảo bối của con hay thật đấy. Thưa truyền nhân, con có chuyện lạ muốn hỏi. Con cứ hỏi đi. Trước đây cha con có kể một vài chuyện liên quan tới tên thủ lĩnh của chủng tộc bóng tối. Thì ban đầu hắn cũng không phải là người xấu xa phải không ngài? Đúng vậy, trước đây hắn cũng là cư dân của hành tinh tốt bụng. Thậm chí thuở còn thanh xuân, ta với tên thủ lĩnh đó còn là bạn thân, đối xử với nhau rất tốt. Sao ạ? Rất thân với nhau ư? Vậy sao hắn lại trở nên xấu xa như vậy ạ? Tất cả cũng vì lòng thù hận mà ra. Ôi, tưởng chừng này của cậu hay làm sao? Thế này chẳng mấy chốc cậu sẽ được làm thủ lĩnh của chúng ta cho mà xem. Tại sao mọi người lại yêu quý cậu ta đến như vậy chứ? Các cậu, xem thử chiêu mới của tớ sáng tạo ra này, đảm bảo ngắm bắn mục tiêu cách xa được 10 mét luôn đấy. Thôi đi, sức cậu yếu xìu à, sao làm được chứ? Đúng đấy, cậu đừng cố chứng tỏ mình làm gì, vô ích thôi. Roman, tại sao ngươi lại thay đổi như vậy? Ta với ngươi đã rất thân với nhau mà. Ngươi còn nói nữa. Ta với ngươi đều giỏi như nhau. Tại sao ai ai cũng yêu quý ngươi và ghét bỏ ta? Sao không ai ca ngợi, không ai khen thưởng ta mà suốt ngày chỉ nhìn ta như một kẻ vô dụng? Không có chuyện đó. Mọi người không ai coi thường cậu. Cậu đừng nghĩ như vậy. Người nói láo, người định lừa ta ư? Ta sẽ đánh chiếm cả dải ngân hà, thống trị cả vũ trụ này để thu phục tất cả. Để xem, đến lúc đấy còn ai dám không nhớ tới, không yêu mến và nể phục ta? Roman, cậu hãy bình tĩnh. Sao lại như thế này chứ? Mọi người ơi, chạy mau, chiến tranh xảy ra rồi. Roman, cậu đừng làm loạn lên như vậy. Ta hất tất cả mọi thứ thuộc về hành tinh này. Có chuyện gì vậy? Sao cậu ta lại trở nên hung dữ như vậy chứ? Roman, cậu ấy đang tức giận vì nghĩ rằng bị mọi người coi thường và muốn phá hủy hành tinh này của chúng ta. Hãy nắm chặt tay ta. Cứu tôi với. Ta hất tất cả. Ta sẽ phá tan tành nơi này để quên đi quá khứ đau thương tại đây. Nguy rồi, nếu cứ thế này chắc chắn Roma sẽ phá hủy hành tinh của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải làm sao đây? Phải kết hợp sức mạnh của chúng ta lại để chống lại cậu ấy.
Không được, các cậu không được làm cậu ấy bị thương. Nhưng nếu không làm vậy, tất cả mọi người ở trong hành tinh chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hành tinh sẽ bị phá hủy và sự sống sẽ bị tiêu diệt. Nhưng... Ôi, hắn đang muốn tiêu diệt chúng ta đây, mau hành động thôi. Sức mạnh của cư dân tốt bụng, hành động. Các người nghĩ với sức mạnh bọn bọn đó có thể chống lại ta ư? Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Ta sẽ để cho các người phải nhớ ta là ai. Ta là thủ lĩnh của hành tinh bụng tốt này. Nhanh lên, nếu không là không kịp đấy. Roman, tôi xin lỗi. Năng lượng của hành tinh bụng tốt, tấn công. Chống đối với ta sẽ không xong đâu. Ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. Các ngươi dùng ánh sáng, ta sẽ dùng hết sức mạnh của ta, lưu hết bóng tối trên thế gian này lại để đấu với các ngươi. Tấn công và bao phủ nơi này, nhanh chóng tiêu diệt tất cả cho ta. Bóng ánh sáng, tăng gấp 3 sức mạnh. Với bóng tối của ta, tăng sức mạnh. Dám chống đối với ta ư? Giờ chết của các ngươi đã đến. Ôi! Giờ chơi rồi, Frisbee thôi. Giờ chơi rồi, sẵn bảo muốn Frisbee thôi. Siêu máy tính bảng, định vị quái vật. Tai nghe phát sóng. Xe đạp siêu tốc. Bảo bối vạn năng. Ủa, Fifty, sẵn bảo bối thần kỳ, tham gia ngay.